is excellent. I think for me, it's one of the best food in the world is, I think, is Vietnamese. Mm-hmm. Even if I come from France, which is, we have very good food too, but I think here it's more light. Từ năm 1997, ông bắt đầu đam mê môn nghệ thuật điêu khắc bằng chất liệu thép và hợp thể của các vật liệu khác nhau. Công việc xử lý chất liệu một cách thuần túy cũng là những trải nghiệm mới mẻ về kết cấu, màu sắc, hình dáng. Đến nay, Lolo vẫn là người duy nhất làm hoạt hình tĩnh bằng thép. Đầu năm 2007, Lolo Zaza khám phá ra kỹ thuật sơn mài truyền thống ở Việt Nam, một thứ chất liệu sống động và lưu biến. Để khám phá chất liệu này, Lolo đã nhờ họa sĩ Lý Trực Sơn giúp đỡ. Hàng ngày, anh đến xưởng vẽ của họa sĩ Lý Trực Sơn làm việc và cũng vừa học kỹ thuật đặc biệt này. Loạt sáng tác mới mang tên Hội Ngộ này là sự kết hợp giữa nghệ thuật điêu khắc bằng thép không gỉ và sơn mài truyền thống Việt Nam. Những tác phẩm lấy cảm hứng từ những người phụ nữ, những người bạn hay mọi vật xung quanh cuộc sống người nghệ sĩ thể hiện lên tác phẩm. Is it like new to you? Yeah, yeah. It's like it was an experience in Vietnam. And I think now I really like it. I know this, maybe about this, but already with this is interesting because I understand, I think, the most important thing, how it works and how you do it, and more or less, kind of, not philosophy, but the way you must work. How did you know your master? Especially you know more about like different kind of art, right? Like lacquer? Yeah, lacquer is a big meeting. Yes. Yeah. Do you think that you will work more in lacquer? I think so now, yeah. Because I really like it now. Những bức tranh của Lolo Zaza lại dẫn dắt chúng ta vào một cuộc hội ngộ bất ngờ, một cuộc gặp gỡ kỳ lạ của hai chất liệu. Hội ngộ là chuyến du ngoạn vào một thế giới đa diện. Những tác phẩm này anh trưng bày tại L'Espace vào dịp đại lễ nghìn năm Thăng Long. Đây cũng chính là một tình cảm của nước ngoài với thủ đô Hà Nội. Người thứ ba mà chúng tôi muốn nhắc đến là một nghệ sĩ người Mỹ vẫn hàng tuần biểu diễn tại một quán cà phê tại câu lạc bộ chiếu phim Hai Bà Trưng. Anh có cái tên dễ nhớ, Scott Ezell. Tôi đã xem anh biểu diễn với những ca khúc tình cảm nhưng chưa bao giờ tiếp xúc. Thật thú vị khi lần này tôi hẹn anh ở một quán cà phê nhỏ trong con phố cổ. Scott Ezell là một con người điển hình của xu hướng nghệ thuật độc lập đang phát triển trên khắp thế giới. Phủi phủi lành lành với chiếc xe Bonus lang thang khắp phố phường Hà Nội. 5 năm nay, anh đã trở thành một nghệ sĩ của Hà Nội thực thụ. Theo cách nói của người Việt Nam, cái nghiệp nghệ sĩ vận vòng người đàn ông sắp chạm cái mốc 40 tuổi này. Suốt thời niên thiếu, Scott chỉ có 2 niềm đam mê là làm thơ và viết các ca khúc với cây guitar mộc. Sau khi tốt nghiệp Đại học Washington ngành văn học so sánh, anh đã làm điều mà mình ấp ủ nhiều năm, lên đường khám phá những vùng đất mới ở châu Á. Anh sinh ra và lớn lên ở thành phố San Diego, nước Mỹ, nhưng trong những cuốn sách được đọc và những bộ phim được xem, anh linh cảm phương Đông đang chờ đợi mình khám phá. So why do you choose Vietnam to stay here and compose? Because, you know, in Vietnam we don't have enough technique for you to work on. Well, as an artist, I'm interested in interacting with different cultures. So the places that I choose to travel or to live, it's based on what I want to explore. Yeah. And I lived in different parts of Asia for some years, and I was very interested in trying to understand something more about Vietnamese culture and history, because I'm an American, yeah. And America and Vietnam have a shared history, and America's been very influenced by Vietnam. Yeah, exactly. But mostly in the States, we don't really understand Vietnam. We don't know what this place is. We don't know what's happening here. There's just know about Vietnam War. Exactly. It's just a war movie. Yeah. So I wanted to come here and try to understand Vietnam as more than a war movie. What is the most interesting to you in Vietnam? Well, I just feel that like 4,000 years of
history are still here in every moment. Yeah. They still exist in people's consciousness, like moment by moment. In a way, I feel like in Vietnam, while the past is still here, it's like a big accumulation of different cultures, mm-hmm. rather than one thing coming and something else going. So it makes it very rich and complex. Làm thơ, viết những bài thơ về Việt Nam, sáng tác ca khúc và anh đang ấp ủ album nhạc thể nghiệm thứ hai về những cảm xúc của anh với Hà Nội. Phong cách của anh khác với các nghệ sĩ nhạc điện tử. Anh tôn thờ sự mộc mạc nhưng phong phú về chất liệu của cây guitar. Vì thế, các bản nhạc thường được viết dựa hoàn toàn vào nhạc cụ này. Camera. How about music? What kind of music you like, or you often compose? Well, I like all kinds of music. I like all kinds of different things. My own music, I have three types of music that I play. Mm-hmm. I play like folk music, or maybe like alternative folk music, like singing and playing guitar. And I play ambient music, which is like sort of like a mix of Eastern West music, like. Solo guitar music, or maybe guitar with flute or some percussion, and then I also play like some very like crazy experimental music, and that's mostly what I've been doing with some local musicians here in Vietnam. A combination of something that's inside me, some experience or emotion that I have inside of myself, and with the environment. It's very important to me about Vietnam is I experience this quality of forgiveness. Yeah, so can I hear some songs of yours? Sure. So this is a whole collection of broken summer salts, dusty dogs all on parade, sweating hearts in swimming pools, and umbrellas in the sun, rats all drunk on wine, bubonic alcoholic fools. You are beautiful. You are beautiful. You are beautiful. You are beautiful. How did you write this song? One day I was just walking around Hoàng Kiếm Lake, you know, in the center of Hanoi, and I just started singing the chorus. It just appeared in my mind. You're beautiful, and the melody and the words. I was just singing. You are beautiful. You are beautiful, you are beautiful. Suddenly one day I thought, oh, I'm ready. And I just sat down and wrote all the words. Yeah. So actually this song, You Are Beautiful, is not about a girl, it's about Hanoi. It's about both, yeah. It can be about many things, but it's actually about the experience of being in Hanoi, and also about the experience of falling in love in Hanoi. Yeah. But you know, a lot of foreigners, when they come here, they choose Saigon to stay in, to work in, but why you choose Hanoi? And also write a lot of songs about Hanoi. Well, I always heard that Hanoi was the cultural capital of Vietnam, and that it was more traditional culture here. And I knew that Saigon is more developed and maybe more commercial. So just from those descriptions, I'm more attracted to like traditional culture and less developed places. Với bài hát You Are Beautiful như một lời gửi tới người nghe tình cảm của anh với Hà Nội. Đối với họ, cuộc sống của con người Hà Nội đầy náo nhiệt, đầy sức sống, không ngừng chuyển động, nhưng cũng rất nên thơ với những cô gái tươi tắn, quẩy gánh hàng hoa, điểm tô thêm nét đẹp của thành phố. Đúng như Lolo và Natasha nói. I like a lot of Hanoian people. I think they are very nice. My blood is salt in you. You are the color blue. My blood is full of you. You make all the saints turn blue. My blood is full of you. You make the sky sky blue. And you are beautiful. 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 Oh, you are beautiful.